Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự trước, nguồn nhân lực chất lượng cao hiện vẫn được coi là điểm nghẽn để Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có thể đón bắt cơ hội trong ngành công nghiệp chip bán dẫn. Vì vậy, hiện các trường đại học trên địa bàn thành phố đã và đang bắt đầu tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này để góp phần đưa Đà Nẵng từng bước tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn vi mạch toàn cầu. Ngày 21 tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn Đại học Đà Nẵng công bố tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ vi mạch bán dẫn. Theo đó, từ năm 2024, nhà trường dự kiến tuyển sinh mới khoảng 500 chỉ tiêu ngành thiết kế vi mạch bán dẫn, đồng thời điều chỉnh chương trình đào tạo và chuyển tiếp 180 sinh viên đang học các ngành gần dự kiến năm 2025 sẽ có khóa đầu tiên tốt nghiệp. Chúng ta nhận thức rằng đây là một cái ngành có thể thay đổi đất nước Việt Nam. Và như vậy, cái trách nhiệm của các trường đại học phải đầu tiên phải đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng theo nhu cầu của xã hội. Nhưng đối với toàn thể xã hội cũng nhận thức đây là trách nhiệm, chúng ta không chỉ học cái ngành này cho riêng mình mà còn có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái việc tuyển sinh cái ngành này thì sẽ rất là tốt, bởi vì thị trường lao động các doanh nghiệp đã đến Việt Nam, và nếu như mà theo như thống kê thì cái nhân lực mà làm việc trong lĩnh vực này thì có cái thu nhập cũng rất là tốt. Hiện nay, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành liên quan đến điện tử vi mạch của các trường đại học toàn thành phố khoảng 900 sinh viên. Số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm khoảng 750 sinh viên. Con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu của nhân lực thị trường. Theo Bộ Thông tin Truyền thông, ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó có thiết kế chip, cần 10.000 kỹ sư mỗi năm, nhưng nhân lực hiện tại chỉ đáp ứng dưới 20%. Hiện cả nước có khoảng 5.500 kỹ sư thiết kế chip, trong đó Đà Nẵng chiếm 7%. Việc thiết kế, đổi mới chương trình đào tạo, đầu tư về cơ sở vật chất, con người, hợp tác với doanh nghiệp đang được các trường đại học Đà Nẵng lên phương án triển khai. Chúng tôi đã có hai cái giải pháp lớn. Thứ nhất là chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo chuyên về vi mạch bán dẫn và sẽ tuyển sinh vào năm sau. Và ngoài ra chúng tôi xây dựng một chương trình đào tạo ngắn hạn, tuy nhiên về chất lượng, về cơ sở vật chất, chúng tôi phải xây dựng những cái cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác đào tạo cũng như công tác nghiên cứu khoa học. Và đặc biệt trong này là chúng tôi rất cần những cái phần mềm để mà các em sinh viên có thể sử dụng ngay tại trường đại học. Đứng trước cái xu thế này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo trường Đại học Bách Khoa và các trường đại học kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng sẵn sàng đi tiên phong trong việc thực hiện cái chiến lược hết sức là quan trọng này. Thì ngoài cái việc mở ngành thì chúng tôi tiếp tục đầu tư cùng với doanh nghiệp để mà đầu tư các cái phòng thí nghiệm tương đối đồng bộ để thực hiện cái việc đào tạo cái nguồn nhân lực này. Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức hội thảo toàn quốc về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục đại học. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên số 1 của giáo dục đại học trong thời gian tới, đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học cần có những giải pháp đột phá. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chỉ đạo các trường để đổi mới chương trình đào tạo và cũng hỗ trợ trong việc tăng cường phát triển đội ngũ giảng viên thông qua những đề án đang hiện có. Còn Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cùng với các trường để đề xuất với chính phủ có những chính sách. Thứ nhất là nhóm chính sách về tăng cường cái năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học để tăng nhanh cái đội ngũ giảng viên cũng như là cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm để phục vụ cái việc đào tạo chuyên sâu. Thứ hai là cần phải có những chính sách hỗ trợ người học để khuyến khích người học, nhất là các nữ sinh để theo học cái chuyên ngành này. Và thứ ba nữa là có cái chính sách hỗ trợ để việc kết nối các cái trường đại học với nhau và kết nối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn công nghệ mà đầu tư trong lĩnh vực này. Bên cạnh phát triển nguồn nhân lực từ các cơ sở giáo dục đại học, theo nhiều chuyên gia, thành phố Đà Nẵng cũng có thể hợp tác với các viện nghiên cứu để triển khai các khóa đào tạo có cơ chế thu hút nhân sự chất lượng cao về làm việc, cũng như có phương án chia sẻ dùng chung giữa các đại học, doanh nghiệp, khởi nghiệp về công cụ thiết kế, thiết bị đo kiểm, phòng thí nghiệm giúp đơn vị có thể tiết kiệm được nguồn lực, tối ưu hóa năng lực. Thưa quý vị, để nắm bắt được cơ hội có tiền trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới, bên cạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thì cơ chế, chính sách để thu hút nhân lực chất lượng cao, đón doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào Đà Nẵng cũng là đòi hỏi hết sức cấp thiết. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập ở chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.